Duyên vợ chồng là do luân hồi, lý giải hôn nhân người hạnh phúc, kẻ khổ đau. Theo góc nhìn của Đạo Phật, duyên vợ chồng là do luân hồi, người ấy có thể mang lại hạnh phúc, nhưng cũng có thể là nỗi buồn, nhưng đừng vì thế mà dễ dàng buông bỏ. Duyên vợ chồng là do luân hồi. Người với nhau đều có duyên phận, một người tình cờ gặp cũng mỉm cười cúi chào ta cũng là do duyên phận xưa kia. Có những người mới gặp ta đã quý mến, nhưng có những người khiến ta chỉ muốn cáu bẳn, quát mắng họ mà thôi. Việc này được giải thích đơn giản là duyên từ kiếp trước mà thành vì mới gặp ta đâu biết họ là ai, tốt xấu như thế nào mà ta đã phản ứng trong vô thức như vậy. Theo quan niệm Phật giáo, người với người gặp nhau cũng là vì một chữ duyên, và đặc biệt chính duyên tiền định đã xe nên duyên vợ chồng của một cặp đôi trong kiếp này. Trong kiếp luân hồi liên kết với nhau như chiếc lò xo không có hồi kết, ta chẳng biết mình từng gặp gỡ và yêu thương hay gây thù chuốc oán những ai. Chính những lời nguyện, lời hẹn ước hoặc thậm chí là thề độc cũng đều có khả năng khiến chúng ta trở thành vợ chồng trong hiện tại. Vì thế, về cơ bản là để trở thành vợ chồng kiếp này của nhau, cả hai phải có mối quan hệ nhân duyên từ các đời trước trong vòng xoay luân hồi bất tận. Và nếu có điều gì đang diễn ra ở hiện tại như vợ chồng yêu thương hay mâu thuẫn đều được giải thích là những nguyên nhân sâu xa là từ tiền kiếp. Khi hiểu về luân hồi, bạn sẽ giải thích được rằng theo quy luật tự nhiên vận hành của vũ trụ thì chúng ta tái sinh ở hiện tại với nguyên vẹn những gì từ phúc báo cho tới ân oán ở trong quá khứ. Mọi thứ sẽ dần diễn ra theo thời gian phù hợp mà chúng ta không thể nào đoán định trước. Trong những điều từ quá khứ tái diễn lại ở hiện tại thì bao gồm cả nhân duyên vợ chồng. Các quy luật này đã hình thành từ rất lâu để duy trì sự cân bằng cho vũ trụ này. Cùng với đó, bất kỳ hành động này tại thời điểm hiện tại cũng sẽ tạo ra kết quả tương đương phải trả trong tương lai. Điều này giải thích cho việc nếu một cặp đôi hạnh phúc thì đơn giản là các kiếp trước hai bạn có thiện duyên với nhau. Người này đã làm những việc tốt cho người kia và ngược lại. Nếu vợ chồng bạn đời này thường xuyên xung đột với nhau, người chồng hay lấn át, bắt nạt vợ hoặc ngược lại, thì đó là do trong kiếp trước một trong hai bạn đã gây ác duyên với người kia và đến kiếp này thì hoán đổi lại. Có câu chuyện kể lại rằng có cặp vợ chồng sống bên nhau 40 năm, nhưng cô vợ vẫn thường xuyên bị chồng đối xử tệ bạc, cho dù ông ta nổi tiếng là người tốt bụng với mọi người trong làng. Người vợ bèn tìm đến với Phật Pháp và biết được rằng có thể chồng không đối tốt với mình là do nhân quả. Bà càng tò mò hơn khi không biết hai người đã từng có ác duyên gì với nhau mà mãi chưa trả nợ xong. Có lần tình cờ bà hỏi một hòa thượng và người này đã dùng công năng túc mệnh thông để xem giúp bà tìm hiểu tiền kiếp. Thì ra bà trước đây là phú ông giàu có, nhưng dù có vợ vẫn dụ dỗ kèm những lời hứa hẹn với một nữ tỳ rằng sẽ có ngày đưa cô lên làm thiếp. Thế nhưng không lâu sau, ông bỏ rơi cô khiến cô oán hận, nếu có cơ hội sẽ trả thù. Đời này, người phú ông kia trở thành người vợ, còn người vợ lại thành người chồng. Hai người có đủ danh nghĩa vợ chồng như đúng lời hứa hẹn của phú ông xưa kia. Những oán hận tích lại từ kiếp trước đó giờ thể hiện ra bằng sự hành hạ của người chồng đối với người vợ để bắt người vợ phải trả cái nợ trước đây. Cách phản ứng với duyên có thể thay đổi được tương lai. Có thể nói rằng, chỉ bởi chữ duyên nên hai người có thể trở thành vợ chồng là thiện duyên hay ác duyên để ở hiện tại họ đối xử với nhau theo hướng tốt hay hướng xấu. Nhìn chung, nếu có yếu tố bên ngoài có thể tác động hoặc làm thay đổi mối quan hệ đang hiện hữu, thì cho thấy nghiệp lực đã mạnh hơn và khiến tình cảm rạn nứt, có thể là hôn nhân tan vỡ. Nhưng chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh thôi thì quả là thiếu sót. Ví dụ, có duyên khiến chồng ngoại tình, nhưng người đàn ông đó lúc này đã tu thân đủ vững để tránh được hạn này, thì nhân duyên hiện tại vừa tạo ra đó sẽ mang lại quả ngọt cho anh ta trong tương lai. Không chỉ quá khứ tác động tới hiện tại, mà chính hiện tại đã tạo ra tương lai, và cứ thế vòng luân hồi cứ diễn ra không ngừng theo cách đó. Vì thế, mỗi bản thân chúng ta không nên chỉ hành động hoàn toàn theo bản năng, chỉ có cách tu tập để hướng bản thân đến việc buông bỏ. Đó mới là con đường giải thoát chúng sinh khỏi luân hồi. Tất cả mọi nơi đều có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, quấy nhiễu thì phải tự hỏi tại sao kẻ đó không tìm người khác để gây phiền phức. Đều do trong quá khứ hay đời quá khứ, chúng ta có làm điều gì sai lỗi với họ, ta phải tu nhẫn nhục
làm nghịch tăng thượng duyên. Lúc đó mọi oán thù trong quá khứ nhờ đó mà được tiêu trừ. Khi hiểu được rằng những thiệt hại, khó khăn mà chúng ta đang đối mặt là do ác duyên trước đây, thì ngay lúc này là cơ hội để bạn thiện giải và bồi hoàn lại những món nợ cũ. Nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ ngừng than vãn và hiểu rằng mọi việc xảy ra đều có lý do chính đáng của nó, vì những gì bạn có hôm nay phàm đều là những gì bạn tạo nên ở kiếp trước của mình. Người xưa có câu, đức năng thắng số. Do đó, hãy dùng tất cả thiện tâm của mình để đối đãi với vợ chồng. Có như vậy, duyên vợ chồng mới vững bền trọn kiếp và tạo ra lương duyên. Những gì bạn có thể làm là chọn cách đối mặt với nó bằng tâm và đức của mình. Cách mà bạn chọn sẽ là kết quả bạn nhận được trong tương lai. Bên cạnh đó, đã nên duyên vợ chồng cần phải quý trọng nhau mà chung sống, vì khoản nợ này vẫn còn cơ hội để thay đổi. Không được oán giận người kia, không được oán thán trời đất. Hai bên chỉ cần thay đổi suy nghĩ, dùng thái độ cam tâm tình nguyện mà đối đãi với người kia. Như vậy, khoản nợ này sẽ nhanh chóng được trả hết. Từ nay hãy khởi tâm lành với hết thảy chúng sanh, đừng nên có quan hệ nợ nần với bất cứ ai. Thiếu nợ phải trả cho sạch nợ, không lừa gạt tình cảm, không hứa hẹn điều không thể làm, để tương lai hay đời sau khỏi phải đền trả nữa.